Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách để chúng ta sẽ làm màu da đồng đều nhau. Ví dụ với cái hình ảnh của cái cô gái mà các bạn đang nhìn thấy, làn da của cô ấy thực sự thì rất là đẹp, không có vấn đề gì hết, mụn không có, thâm quầng mắt cũng không, và cái khuôn mặt của cô ấy cũng rất là đẹp. Nhưng mà chỉ vì có tàn nhang, thế nên là gương mặt của cô ấy nó đang bị không đồng đều nhau. Cái làn da gốc của cô ấy á, thì là cái màu cũng rất là đẹp, sáng. Nhưng mà do bị tàn nhang nhiều á, nên là cái làn da của cô ấy nó không được đều màu nhau. Chỗ thì đậm này, chỗ thì nhạt, chỗ thì vừa vừa. Vậy thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thực ra cũng rất là nhanh thôi. Các bạn hãy Ctrl Z, chúng ta sẽ tạo một cái layer mới. Sau đó là các bạn hãy vào cho mình cái kênh channel và các bạn hãy thử nhá. Chọn là màu Red thì cái phần nhược điểm là cái phần tàn nhang nó rất là ít. Chọn sang màu Green, ok, chúng ta đã thấy tàn nhang rồi. Chọn thử sang Blue, thì các bạn sẽ thấy là ở cái phần màu Blue á, thì cái phần tàn nhang nó hiện rõ hơn. Các bạn hãy chọn cho mình cái kênh Blue này nhé. Sau đó click chuột trái này, giữ, và các bạn hãy copy cái Blue lên giúp mình một cái kênh mới. Các bạn hãy vào cho mình cái lệnh filter này, other high pass. Chúng ta sử dụng cái lệnh này để làm gì? Thực sự thì nó cũng đơn giản thôi. Đây là cái cách để chúng ta sẽ làm cho những cái phần tàn nhang, những cái phần màu da đậm nó sẽ được nhìn rõ hơn. Và các bạn sẽ nhìn thấy là những cái phần màu da đậm ạ, nó đã đậm rồi, nhưng mà qua cái lệnh high pass này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó đậm hơn rất nhiều, đúng không? Ok. Đến đây thì các bạn hãy sử dụng cái lệnh B là lệnh brush. Các bạn hãy kích đúp vào cái màu foreground, chọn cho mình một cái màu ghi đi. Ví dụ đây màu ghi, các bạn bôi hết cho mình những cái phần mà chúng ta không mong muốn là lựa chọn phải nó, để chúng ta chỉ chọn những cái phần mà cần sửa thôi. Vào cho mình cái lệnh này, emit này, calculation. Sau đó là các bạn để cho mình cái phần blending line on line và tất cả những cái thông số mặc định của nó thì các bạn hãy giữ nguyên, các bạn đừng có thay đổi bất kỳ một cái gì nha các bạn nhé. Các bạn ấn ok. Sau đó là các bạn thêm cho mình hai lần tương tự như vậy. Các bạn hãy ấn Ctrl và click vào cái thumbnail của cái alpha 3. Sau đó là các bạn hãy ấn Ctrl Shift Y. Chúng ta sẽ đảo vùng chọn nhé. Chọn lại cho mình cái kênh RB vào phần layer. Khi các bạn zoom to lên thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái phần vùng chọn của chúng ta đã chọn được hết những cái phần da tối màu, và cái phần sáng màu thì nó không chọn gì đâu nhé các bạn nhé. Các bạn có nhớ cái lệnh là chúng ta bôi cái mắt này, lông mày, tóc và môi của cô gái này, có nghĩa là chúng ta không chọn vào những cái khu vực đó, chúng ta chỉ xử lý làn da ở trên khuôn mặt thôi. Nên là các bạn sẽ phải hiểu cái lý do là tại sao chúng ta lại phải sử dụng cái lệnh brush đó nhé. Sau đó là các bạn hãy vào cái công cụ là Canvas. Đến đây thì các bạn hãy zoom to lên, đặt chuột trái vào một cái điểm ở trên cái lưới, sau đó là các bạn hãy kéo xuống. Ở đây thì nếu như các bạn mà bị kéo quá tay á, các bạn sẽ nhìn này, làn da của chúng ta nó đang bị không hợp lý, đúng không? Phù hợp có nghĩa là những cái phần làn da tối màu của các bạn đã được đồng đều so với những cái màu da ở phía lân cận nó. Và các bạn hãy kéo các cái điểm sao cho mà cái phần tàn nhang á, những cái phần màu đậm á, nó sẽ hài hòa với những cái điểm da sáng hơn. Các bạn hãy ẩn con mắt đi thì các bạn nhìn thấy đây là ảnh gốc này. Còn các bạn bật con mắt lên thì các bạn sẽ thấy đây là cái ảnh sau khi chúng ta xử lý cái phần da. Các bạn hãy ấn Ctrl Shift E là chúng ta sẽ tạo một cái layer mới dựa trên những cái kết quả mà chúng ta đã làm ở các cái bước trước đó. Nội dung này thì nó cũng khá là đơn giản. Và nếu như bạn nào mà yêu thích cái nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho bên mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nhé. Tạm biệt.